Hi, xin chào mọi người, lại là Huy đây. Bây giờ Huy phải đi vào Sài Gòn rồi. Đi mà không muốn đi một chút nào mọi người, muốn lại ở lại quê chơi thêm một vài hôm nữa. Nhưng mà tại vì vào Sài Gòn cũng có công việc. Huy cũng có một chuyến đi từ thiện chung và bí mật với mọi người đến một cái địa điểm đến rất đặc biệt luôn. Ngày mai là Huy sẽ bay. Và chuyến bay cũng đã cất cánh rồi. Tạm biệt Quy Nhơn, tạm biệt thị xã Hoài Nhơn, thân yêu của Huy. Và hẹn gặp lại một ngày không xa. Huy đi rồi nhưng mà Huy vẫn rất nhớ đó mọi người ơi. Trên chuyến bay rồi, lòng vẫn nặng trĩu rồi. Chao ôi, bây giờ đã tới Sài Gòn rồi và... Hello mọi người, lại là Huy đây. Bây giờ Huy đang trên taxi về từ sân bay về lại tới nhà Phi Nhung nè. Đố mọi người Huy mang quà gì mình định vào cho Nhung đây. Đấy. Mọi người tí nữa sẽ xem nha. Đây là toàn bộ quà của Phi Nhung luôn. Đang rất là thơm đấy. Nên là tí nữa mình sẽ bật khui quà chứ. Mọi người sẽ biết được cái gì bên trong nha. Mình sẽ mang cái gì cho Nhung từ Bình Định vào nha mọi người. Đây, đây là cái quà luôn. Hẹn gặp lại nha mọi người nha. Đây là đồ của Phi Nhung tới đó. Giới thiệu với mọi người, đây là bánh dây mà Nhung rất là thích. Mỗi lần về Bình Định là Nhung đều bắt hay đi mua để ăn, cho nên là bây giờ mang từ Bình Định vô đây. Từ hồi nãy giờ, bây giờ là tới đây rồi. Bánh này là bánh dây, mình sẽ ăn cùng với lại hành, với lại đậu phộng nữa. Đây là mình sẽ nướng lên, sau đó ăn. Cái này có màu là cầm cái gì đó thẻ mọi người thấy đẹp không? Mình sẽ xé là được. Đây món mà Nhung là về tối nào cũng thích ăn hết đó. Đây là cái này ở Bình Định, cái này là đặc sản của Bình Định. Bún dây làm bằng nước tro nha mọi người. Cho nên là Huy vừa đáp sân bay xuống là đi chạy về thôi. Đây là một ly Susa tí là ăn rất là mát luôn. Mang từ ở Bình Định vô. Đây mọi người đó, đúng là rau câu với lại xương sáo vậy đó mọi người. Nhưng mà đẹp là ăn theo kiểu ở dưới mình mà gọi là Susa. Xương sáo thì nó đen, xương xăm nó là cái lá xăm. Còn cái xương xa là cái lá xăm. Sẽ cho miếng nước dừa vô đó là sẽ cho miếng quả vô. Rồi, lên nhé. Nhưng mà khi chúng ta tập nhìn xa, có một cái ý vậy, chúng ta sẽ thấy rằng mình. Anh theo em về thăm quê em, đất mẹ Hoài Nhơn. Có đồng phủ trắng, xanh ngắt một màu, mặn mòi phú sa thăm máu anh hùng. Anh theo em về, về thăm quê hương, đất mẹ Hoài Nhơn. Có rừng dừa xanh nặng trĩu ân tình, để biển tắm chua.
khúc hát khai hoa. Xa quê hương ta càng nhớ càng thương.